quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Một cuộc thăm dò của Des Moines Research, Mediacom do hãng Selzer & Co. công bố vào cuối tuần qua cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với khoảng cách 3 điểm. Kết quả này nhanh chóng được phản ánh qua việc tỷ lệ cược thay đổi trên các nền tảng cá cược. Trên Casi, nền tảng dự đoán phổ biến có trụ sở tại Mỹ, tỷ lệ thắng cử của bà Harris đã tăng từ 35% vào ngày 29 tháng 10 lên 51% tại thời điểm ngày 3 tháng 11, theo giờ Mỹ. Tỷ lệ chiến thắng phiếu phổ thông của bà Harris cũng tăng lên trên nền tảng Kansi, tăng từ khoảng 61% vào ngày 29 tháng 10 lên 76% tại thời điểm ngày 3 tháng 11. Nền tảng giao dịch điện tử Robinhood cũng cho thấy tỷ lệ cược ngày càng thu hẹp trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Tỷ lệ cược ông Trump đắc cử là 66% so với 39% của bà Harris vào ngày 29 tháng 10. Nhưng tại thời điểm ngày 3 tháng 11, tỷ lệ dẫn trước đó đã thu hẹp xuống còn 52% so với 51%. Thị trường cá cược cũng đã hưởng lợi từ cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Chỉ trong tháng 10, nền tảng Casin đã thu hút hơn 100 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược xem ai sẽ đắc cử tổng thống Mỹ. Trong khi đó, The Block cho biết, nền tảng Polymarket, một thị trường dự đoán khác không dành cho công dân Mỹ, đã chứng kiến khối lượng cá cược trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong tháng trước. Cuộc thăm dò được thực hiện ở Iowa vừa qua đã khảo sát 808 cử tri có khả năng bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 với sai số 3,4 điểm phần trăm. Kết quả đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với tháng 9 khi cuộc thăm dò tương tự cho thấy ông Trump dẫn trước 4 điểm. Với việc ông Trump có khả năng tái đắc cử sau khi thảo luận với hơn chục chính trị gia, nhà ngoại giao và nhà hoạch định chính sách châu Âu, EU đang sẵn sàng để đối phó cho trường hợp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền. The Washington Post lưu ý rằng các cuộc phỏng vấn cho thấy khối này đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc và dựa dẫm vào Mỹ bất kể ai đắc cử, trong khi các nhà hoạch định chính sách bày tỏ sự tự tin hơn vì họ đã trải qua một nhiệm kỳ của ông Trump. Tuy nhiên, hàng loạt kế hoạch dự phòng khác nhau vẫn được xây dựng để đối phó với tình huống ứng cử viên đầy hy vọng của Đảng Cộng Hòa đánh bại đối thủ Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempfe nói với tờ báo, có một điều rõ ràng, chúng ta không phải ngồi đây để chờ kết quả đến, bất kể ai thắng cử ở Mỹ. Trọng tâm chú ý của Mỹ trong tương lai sẽ ngày càng tập trung vào Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Người châu Âu sẽ phải làm nhiều hơn nữa vì an ninh của mình. EU đang khám phá các lựa chọn để kháng ông Trump về vấn đề an ninh của mình vì trong lần nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, ông liên tục thúc ép các đồng minh NATO đóng góp nhiều hơn cho an ninh tập thể và thậm chí còn đe dọa sẽ rời khỏi khối do Mỹ lãnh đạo, khiến người châu Âu rơi vào thế lưỡng nan. Mặc dù thái độ như vậy chủ yếu chỉ liên quan đến ông Trump, nhưng điều này vẫn có thể xảy ra nếu một người khác điều hành nước Mỹ. Ngoài ra, EU cũng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại mới tiềm tàng với ông Trump. Lần trước khi nhậm chức, ông đã áp đặt mức thuế quan hà khắc đối với thép và nhôm nhập khẩu từ EU và trong chiến dịch tranh cử của ông đã nhiều lần cam kết sẽ áp đặt mức thuế cao hơn nữa. Theo các quan chức EU, khối này đã soạn thảo danh sách các biện pháp thuế trả đũa để chống lại bất kỳ động thái tiềm ẩn nào của Washington và đã lên kế hoạch đề nghị ông Trump chống lại các hoạt động thương mại được cho là không công bằng của Trung Quốc. Ứng cử viên Dân Chủ Kamala Harris vẫn nhận được sự ủng hộ từ cử tri Mỹ nhiều hơn đối với đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Theo khảo sát được ABC News công bố ngày 3 tháng 11, tờ The Hill dẫn số liệu và biểu đồ của ABC News và IPSOS công bố ngày 3 tháng 11 theo giờ Mỹ cho thấy sự ủng hộ đến từ cử tri trên toàn nước Mỹ dành cho bà Harris ở thời điểm ngày 1 tháng 11 vẫn nhiều hơn ông Trump 3 điểm phần trăm, với tỷ lệ là 49% và 46%. Trước đó, số liệu hôm 22 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump lần lượt là 51% và 47%. Xét trên sự ủng hộ từ cử tri độc lập, bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump 5%, tức là 49% và 44%. Đối với các nữ cử tri độc lập, bà Harris bỏ xa ứng viên Cộng Hòa khi có tới 55% cử tri ủng hộ bà. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri này của ông Trump chỉ đạt 37%. Ngược lại, các cử tri nam độc lập lại mang lợi thế nhất định cho ông Trump, khi có tới 49% cử tri thuộc nhóm này ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa, còn bà Harris chỉ nhận được 44%. Được biết, cuộc khảo sát trên ABC News và IPSOS có sự tham gia của 2.267 cử tri sinh sống trên toàn nước Mỹ. Dự kiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Giới quan sát nhận định, những gì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ làm khi quay trở lại Nhà Trắng là tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 60%,
và áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác. Theo trang Project Syndicate, chính sách này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, nhưng cũng làm giảm xuất khẩu của nhiều nước khác sang xứ sở cờ hoa, cùng một vài nước có cung cấp sản phẩm thay thế hàng hóa từ đại lục có thể được hưởng lợi. Các nền kinh tế phụ thuộc vào chuỗi cung ứng này bao gồm cả Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều công ty Hàn Quốc và Nhật Bản xuất khẩu các bộ phận linh kiện sang Trung Quốc để lắp ráp với các sản phẩm sản xuất tại đây, thành phẩm cuối cùng nhằm xuất khẩu sang Mỹ và những nơi khác. Ảnh hưởng của cú sốc thương mại Trump sẽ không dừng lại ở đó. Nếu thuế quan cản trở tăng trưởng ở Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu của đất nước có thể giảm, tác động thêm tới các nền kinh tế mà Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Các mức thuế đề xuất của ông Trump còn có hai tác động, ít nhất rõ ràng hơn và đều nằm ngoài mong muốn của Mỹ. Trước hết, chúng sẽ đóng vai trò là lực cản đối với hàng xuất khẩu của Mỹ sang nhiều nước, vì thâm hụt thương mại tổng thể của Mỹ ít chịu tác động của chính sách thương mại hơn sự thiếu hụt tiết kiệm quốc gia so với đầu tư. Do các mức thuế đề xuất của ông Trump khó có thể làm tăng đáng kể khoản tiết kiệm của Mỹ, nên việc giảm nhập khẩu của nước này sẽ tương ứng với việc giảm xuất khẩu của chính mình. Ngoài ra, tầm quan trọng tương đối của Mỹ với tư cách là đối tác thương mại với nhiều quốc gia sẽ giảm sút. Thứ hai, hàng rào thuế quan của ông Trump sẽ làm suy yếu trật tự kinh tế thế giới do Mỹ khởi xướng. Các biện pháp của ông có thể vi phạm nghĩa vụ pháp lý của Mỹ theo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tuy nhiên, Mỹ đã có nhiều năm làm suy yếu cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, nên cơ quan này khó có thể kiểm duyệt chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump. Điều này có thể dẫn tới cáo buộc Mỹ không chơi theo luật, đồng thời khuyến khích các nước khác áp thuế trả đũa hoặc chính sách bảo hộ khác. Các lãnh đạo của Iran và đồng minh đang chuẩn bị cho điều mà họ coi là kết quả khủng khiếp từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ông Donald Trump trở lại nắm quyền. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Trump và đối thủ Kamala Harris vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. Giới lãnh đạo Iran và các đồng minh của họ ở Liban, Iraq và Yemen lo ngại ông Trump sẽ giành chiến thắng vào ngày 5 tháng 11 và điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn với họ. Theo các quan chức Iran, Ả Rập và phương Tây, mối quan tâm chính của Iran hiện nay là nguy cơ ông Trump sẽ ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tấn công cơ sở hạt nhân của Iran, tiến hành các vụ ám sát vào các mục tiêu cấp cao và thực hiện chính sách gây sức ép tối đa thông qua việc tăng cường trừng phạt ngành công nghiệp dầu mỏ của họ. Họ dự đoán rằng ông Trump sẽ gây sức ép tối đa lên đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei để ép ông chấp thuận thỏa thuận kiềm chế phương trình hạt nhân theo những điều khoản mà Mỹ và Israel đặt ra. Sự thay đổi chính quyền ở Mỹ có thể mang lại những tác động sâu rộng đến cán cân quyền lực ở Trung Đông và có thể định hình lại chính sách đối ngoại và triển vọng kinh tế của Iran. Các nhà phân tích tin rằng dù bà Harris hay ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần tới, Iran sẽ không còn đòn bẩy như trước đây vì chiến dịch quân sự suốt một năm qua của Israel đã làm suy yếu lực lượng ủy nhiệm của Tehran, bao gồm Hamas ở dải Gaza và Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, lập trường của ông Trump được coi là có hại đối với Iran hơn do quan điểm ủng hộ Israel mạnh mẽ. Ông Trump sẽ đặt ra những điều kiện rất khắt khe với Iran hoặc để Israel tấn công các cơ sở hạt nhân nước này. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ hành động quân sự chống lại Iran. Abdelaziz Ansager, người đứng đầu nhóm nghiên cứu trung tâm nghiên cứu vùng vịnh, nhận định. Một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết, Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Chúng tôi lâu nay tiếp tục tìm ra cách để xuất khẩu dầu, tránh các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ và đã củng cố mối quan hệ của chúng tôi với phần còn lại của thế giới, bất kể ai ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, một quan chức Iran khác cho biết chiến thắng của ông Trump sẽ là cơn ác mộng. Trong bài phát biểu vận động cử tri vào tháng 10 vừa qua, ông Trump cho biết ông không muốn gây chiến với Iran, nhưng nói rằng Israel nên tấn công cơ sở hạt nhân của Iran trước, rồi lo phần còn lại sau, để đáp trả vụ Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel ngày 1 tháng 10. Kết quả là với sức ép của chính quyền ông Biden, Israel đã trả đũa bằng chiến dịch không kích nhiều mục tiêu quân sự của Iran, đặc biệt là các địa điểm sản xuất tên lửa vào ngày 26 tháng 10. Một hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út đi kèm với việc Riyadh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel cũng sẽ tạo nên thách thức đáng kể đối với ông Khamenei. Hiệp ước này đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng. Một liên minh như vậy chắc chắn sẽ thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, tạo nên mặt trận thống nhất hơn chống lại Iran, tác động đến vị thế địa chính trị và chiến lược của nước này ở Trung Đông.
Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến rất nhanh, sự ủng hộ từ các tỷ phú có tiếng đã đổ về cả hai phía. Hiện tại bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của gần chục tỷ phú, trong đó có những cái tên quen thuộc như nhà quản lý quỹ phòng hộ kiêm nhà từ thiện George Soros và nhà đầu tư tỷ phú kiêm ngôi sao truyền hình Mark Cuban. Trong khi đó, phe Cộng hòa của ông Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ của gần 20 tỷ phú trước tháng 11. Chủ sở hữu Tesla Elon Musk không chỉ ủng hộ ông Trump làm tổng thống, mà còn nói rằng ông cũng sẽ sẵn sàng phục vụ trong nội các của ông Trump. Ông Musk cũng lên kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới của chính phủ mà ông Trump nói rằng ông Musk sẽ làm lãnh đạo. Ông Bill Gates, người sáng lập và là cựu CEO của Microsoft, các nguồn tin thân cận nói rằng ông Gates đã nói với The New York Times, vị tỷ phú này đã từng công khai đứng ngoài chính trị, đã quyên góp khoảng 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hoạt động tranh cử của bà Harris. Trong một tuyên bố với tờ báo, ông Gates không xác nhận hay phủ nhận khoản quyên góp nhưng nói rằng cuộc bầu cử này rất khác. Ông Gates được cho là đã lo ngại về các chính sách kinh tế của cựu Tổng thống Donald Trump và khả năng cắt giảm các chương trình kế hoạch gia đình và y tế toàn cầu. Tiếp theo là Reed Hastings, đồng sáng lập và cựu CEO của Netflix. Vị tỷ phú này đã nhanh chóng cắt tấm xét trị giá 7 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị Super PAC hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris năm nay, nhiệt tình ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ sau khi kêu gọi ông Biden từ bỏ. Hastings đã nói hồi đầu mùa hè rằng Mỹ cần một nhà lãnh đạo Dân Chủ mạnh mẽ để đánh bại ông Trump và giữ cho chúng ta an toàn và thịnh vượng, và ông Biden nên bước sang một bên. Sau đó là Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn, nhà đầu tư mạo hiểm. Tỷ phú công nghệ Reid Hoffman đã ký vào một lá thư với các nhà đầu tư mạo hiểm, đồng nghiệp, bao gồm cả Cuban, tuyên bố ủng hộ cuộc đua vào Nhà Trắng của bà Harris. Bức thư đó gọi việc ủng hộ bà Harris là cách tốt nhất để hỗ trợ sức mạnh an ninh và độ tin cậy liên tục của nền dân chủ và nền kinh tế của chúng ta. Tiếp theo là ca sĩ Taylor Swift đã ủng hộ bà Harris sau cuộc tranh luận trực tiếp, kêu gọi mọi người sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trước đó trong chu kỳ bầu cử để chia sẻ một video giả mạo về việc cô ủng hộ ông Trump. Gần đây tôi được biết rằng AI của tôi ủng hộ sai sự thật cho cuộc bầu cử tổng thống của ông Donald Trump được đăng trên trang web của ông ta. Nó thực sự gợi lên nỗi sợ hãi của tôi về AI và sự nguy hiểm của việc truyền bá thông tin sai lệch. Nữ ca sĩ viết trong một bài đăng trên Telegram, điều đó khiến tôi đi đến kết luận rằng tôi cần phải hết sức minh bạch và kế hoạch thực tế của mình cho cuộc bầu cử này với tư cách là một cử tri. Có một số tỷ phú ủng hộ ông Donald Trump như Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla và X. Ông Musk chính thức ủng hộ cho ông Trump vào tháng 7 sau vụ ám sát cựu tổng thống. Chia sẻ sự ủng hộ của ông trên nền tảng mạng xã hội X, Elon Musk vẫn là một người ủng hộ nhiệt thành cho các chiến dịch tranh cử của ông Trump. Trong đó, siêu ủy ban hành động chính trị American PAC của ông Musk gần đây đã tung ra một loạt quảng cáo vào tháng 9 cảnh báo rằng bà Kamala Harris và những kẻ điên rồ sẽ thắng nếu bạn không đi bỏ phiếu. Có thể kể đến như Isaac Perlmutter, cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của Marvel Entertainment. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Perlmutter, người cố vấn cho chính quyền ông Trump, cho biết ông sẽ chi tiền cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của cựu tổng thống trong năm nay. Theo Open Secret, ông đã quyên góp 10 triệu đô la Mỹ cho chu kỳ bầu cử. Vị tỷ phú nổi tiếng với việc hồi sinh truyện tranh Marvel và bán nó cho Disney cũng quyên góp cho ông Trump vào năm 2020 trước đó. Đảng Dân Chủ đang chuẩn bị cho phản ứng nhanh như chớp để làm tràn ngập mạng xã hội và sóng phát thanh bằng lời kêu gọi dư luận bình tĩnh và kiên nhẫn chờ kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Phòng trường hợp đối thủ Donald Trump tuyên bố chiến thắng sớm như ông đã làm năm 2020. Trong tuần này, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói với báo chí rằng ông rất hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, dù thực tế phải mất nhiều ngày sau đó mới có thể biết kết quả cuối cùng, đặc biệt trong trường hợp yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng. Ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang cạnh tranh rất sát sao ở các bang chiến trường, với mức chênh lệch chỉ nằm trong khoảng sai số của các cuộc khảo sát. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn tuyên bố dựa trên phân tích số liệu phiếu do các quan chức bầu cử cung cấp. Đôi khi ứng cử viên tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả dự kiến được báo chí công bố, nhưng điều đó trở thành bất thường trước khi tình hình trở nên rõ ràng. Thật đáng buồn là chúng tôi đã sẵn sàng nếu ông ấy làm như vậy. Nếu chúng tôi thấy ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố gắng thao túng dư luận Mỹ, chúng tôi đã chuẩn bị để phản ứng.
Bà Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC ngày 30 tháng 10. Bà Harris không nêu cụ thể những chuẩn bị đó, nhưng 6 quan chức của Đảng Dân Chủ và nhóm hỗ trợ của bà cho biết cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông Trump sẽ diễn ra trên mặt trận dư luận. Họ đã chuẩn bị để đăng tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội và sóng truyền hình lời kêu gọi phải kiểm tất cả phiếu trước khi công bố người chiến thắng. Ngay khi ông Trump tuyên bố chiến thắng một cách gian dối, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình để nói sự thật và khai thác mạng lưới rộng lớn những người có thể ảnh hưởng để phản đối điều đó, một quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ cho biết. Một thành viên cấp cao trong nhóm hỗ trợ bà Harris cho biết hoàn toàn có khả năng ông Trump sẽ tuyên bố chiến thắng một cách gian dối vào đêm ngày 5 tháng 11, trước khi tất cả các phiếu bầu được kiểm đầy đủ. Trước đó vào năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng vào sáng sớm ngày hôm sau, 3 ngày trước khi các mạng truyền hình đưa ra kết quả dự kiến đầu tiên. Cuối cùng ông Trump đã thua đối thủ Đảng Dân Chủ Joe Biden. Ông Trump chưa bao giờ chấp nhận kết quả và vẫn tiếp tục nói rằng chiến thắng của ông năm đó đã bị đánh cắp. Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump nói với Reuters rằng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa sẽ đấu tranh cho tất cả các phiếu bầu cho đến khi các điểm bầu cử đóng cửa, nhưng không phải trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông Trump có định tuyên bố chiến thắng một lần nữa trước khi biết kết quả công bố hay không. Quận Maricopa của bang Arizona là nơi cuối cùng quyết định liệu bà Kamala Harris hay ông Donald Trump sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ và đảng nào sẽ kiểm soát thượng viện. Một số bang như Florida yêu cầu tất cả các phiếu qua thư phải được gửi trước ngày bầu cử để quá trình này kết thúc khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Nhưng theo luật của Arizona, khi các điểm bỏ phiếu của Maricopa đóng cửa thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Luật của Arizona cũng cho phép cử tri sửa lá phiếu của họ trong tối đa 5 hôm sau ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa là nếu văn phòng bầu cử xác định chữ ký trên lá phiếu hoặc một số chi tiết có sai sót, cử tri có thêm 5 ngày để đến sửa cho lá phiếu hợp lệ. Một người phụ nữ tài giỏi, dũng cảm như bà Kamala Harris ra tranh cử tổng thống thật đáng nể phục. Tôi ủng hộ bà Harris là điều tất nhiên. Chị Anna, người Mỹ gốc Việt ở bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ, chia sẻ với Dân Việt về ứng cử viên chị lựa chọn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Chị Anna là một luật sư gốc Việt đã có nhiều năm sống ở bang Louisiana. Hiện nay, tại tiểu bang Louisiana có khoảng 10.000 người Việt sinh sống, trong đó chủ yếu tập trung tại các thành phố như Amelia, Avondale, Henderson. Người Việt tại đây đủ mọi thành phần, nhiều người định cư từ thế kỷ trước, nhiều người chỉ mới từ Việt Nam sang những năm gần đây. Chị Anna chia sẻ, không chỉ có người Mỹ gốc Việt cũng rất quan tâm đến cuộc bầu cử lần này. Như mọi năm, nhiều người đã đi bỏ phiếu sớm từ nhiều ngày, tuần trước. Nhưng có những người đang do dự, họ chờ đợi những diễn biến để cầm chắc lá phiếu của mình. Khi được phóng viên hỏi chị sẽ chọn ai trong hai ứng cử viên là ông Trump và bà Harris, chị Anna cho biết, tôi sẽ chọn người biết bảo vệ quyền lợi của đại đa số dân, chứ không phải là quyền lợi của một nhóm rất nhỏ các tỷ phú, triệu phú. Theo cảm nhận của tôi, bà Harris là người cấp tiến, người có tinh thần hợp tác, đoàn kết, không gây chia rẽ. Xét về góc độ là một chính trị gia, bà Harris có đầy đủ các yếu tố là người thông minh, đúng mực, biết và hiểu về luật pháp. Ngoài ra, bà Harris còn theo đường lối bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ là quan trọng, để thế hệ trẻ, đặc biệt là nữ giới, có thêm tự tin, phấn đấu, làm được những điều mình mong muốn trong cộng đồng, hướng tới công bằng cho nước Mỹ. Và quan trọng nhất, Kamala Harris là người đàn bà giỏi, dũng cảm ra tranh cử tổng thống, là điều đáng nể phục và tôi ủng hộ bà ấy là điều tất nhiên, chị Anna nhấn mạnh. Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành, hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Rowan University thuộc New Jersey, cho biết rằng, theo đánh giá của cá nhân anh, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 không có quá nhiều kịch tính và chờ đợi như những mùa bầu cử trước. Anh Thành lý giải rằng, hai ứng cử viên tổng thống đều là hai cái tên quen thuộc, không phải là ẩn số để kỳ vọng tạo nên điều bất ngờ. Theo anh Thành, bà Kamala Harris là một chính trị gia trong chính quyền tổng thống Joe Biden, nhưng chưa thực sự tỏa sáng. Còn ông Donald Trump là cựu tổng thống với quá nhiều tai tiếng và rất nhiều cáo buộc pháp lý chống lại ông. Người Mỹ đương nhiên có lý do để họ lựa chọn tổng thống của mình, nhưng những người Mỹ mà tôi đã trao đổi, họ đều nói rằng họ sẽ chọn một tổng thống có thể làm cho nước Mỹ mạnh hơn về kinh tế và cả vị thế có nhiều dấu hiệu sao sút trong bối cảnh hiện nay. Trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, cộng đồng người Việt tại Mỹ thường có xu hướng ủng hộ cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi thấy người Mỹ gốc Á nói chung ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, nhưng cộng đồng người Việt theo truyền thống là những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa nhiều nhất. Christine Chen,
người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Asian Pacific Islander American Vote, một tổ chức phi đảng phái thúc đẩy việc tiếng nói của cộng đồng châu Á và các đảo Thái Bình Dương thông qua việc bỏ phiếu và sự gắn kết dân sự của họ, chia sẻ nhưng điều này đang thay đổi theo khảo sát của tổ chức này. Cũng theo khảo sát của tổ chức này đưa ra chỉ hơn một tháng trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, cho thấy người gốc Việt lại là nhóm ủng hộ lớn nhất cho ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Phó Tổng thống Kamala Harris, người đã thay thế Tổng thống Joe Biden để tranh cử khi ông rút lui vào đầu tháng 9. 77% người Việt nói rằng họ sẽ có xu hướng bỏ phiếu cho bà Kamala Harris khi được hỏi về sự lựa chọn giữa bà Harris với ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump hay một ứng viên nào đó. Theo khảo sát được thực hiện với những người đủ tư cách đi bầu và đã đăng ký bỏ phiếu, người gốc Việt là nhóm cử tri ủng hộ lớn nhất trong các nhóm Mỹ gốc Á, gồm Ấn Độ 69%, Philippines 68% và Nhật Bản 67%, vốn là những sắc dân có lượng cử tri thiên về Đảng Dân Chủ nhiều nhất từ trước tới nay. Con số ủng hộ của người Việt cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 64% người Mỹ gốc Á ủng hộ bà Harris. Điều này cho thấy một sự thay đổi lớn so với thời kỳ bầu cử năm 2020, khi người gốc Việt là nhóm ủng hộ Đảng Dân Chủ ít nhất. Trong khảo sát của tổ chức trên, 4 năm trước, chỉ có 36% người Việt có xu hướng ủng hộ ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ lúc đó, so với 65% người gốc Ấn, 61% người gốc Nhật, cũng là hai nhóm sắc dân dẫn đầu, và các nhóm khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines đều có lượng cử tri ủng hộ cho ông Biden cao hơn. Cộng đồng người Việt lúc đó là nhóm lớn nhất ủng hộ ông Trump. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa tái tranh cử Tổng thống trước ông Biden, người lần đầu ra tranh cử, với 48% ủng hộ ông Trump, lượng người gốc Việt muốn bầu cho đương kim Tổng thống lúc đó cao hơn mức trung bình 30% của các sắc dân gốc Á nói chung. Nhưng trong kỳ bầu cử này, người gốc Việt lại là nhóm sắc dân có số lượng cử tri ít nhất có thiên hướng bầu cho ông Trump. Chỉ 20% người gốc Việt nói rằng họ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, thấp hơn so với tất cả các nhóm sắc dân khác trong cộng đồng Mỹ gốc Á. Theo bà Chen, xu hướng chuyển dịch quan điểm chính trị này của người gốc Việt đã bắt đầu cách đây vài năm.